Việt Nam gửi văn bản số 127 kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét yêu cầu của luật sư Trần Hồng Phong đề nghị được tham gia đầy đủ phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án Hồ Duy Hải. Trước đó vào ngày khai mạc phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải hôm 6 tháng 5, chủ tọa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã mời luật sư Trần Hồng Phong rời khỏi phiên tòa sau khi ông có mặt khoảng tầm 20 phút đồng hồ. Lý do được nêu ra, phần sau của phiên tòa là phần xét xử mang tính nội bộ, không cần có luật sư. Luật sư Phạm Công Úc, một luật sư theo dõi sát sao vụ án tử tù Hồ Duy Hải, lên tiếng với AFA rằng, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, thì hội đồng xét xử, chủ tọa, phiên tòa cấp giám đốc thẩm có quyền triệu tập người bị kết án, những người tham gia tố tụng hoặc những người có liên quan đến bản án được yêu cầu giám đốc thẩm. Luật sư Phạm Công Úc nhấn mạnh rằng, quy định này được hiểu là hội đồng xét xử và chủ tọa có quyền chứ không có trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ. Và căn cứ theo luật thì luật sư Trần Hồng Phong nhận giấy mời tham dự 3 ngày chứ không phải là giấy triệu tập. Do đó, luật sư Phạm Công Úc khẳng định hội đồng xét xử và chủ tọa có quyền quyết định về thời gian có mặt của luật sư Trần Hồng Phong tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Trong khi đó, qua trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện sau khi bị mời khỏi phiên tòa giám đốc thẩm hôm 6 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong chia sẻ. Không loại trừ khả năng là tôi có cái quyền tranh luận theo cái quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tuy nhiên là như tôi đã nói đó, tức là do tôi không được tham dự tiếp theo, cho nên tôi đã không có cái cơ hội để mà tranh luận. Nhưng mà tôi cũng nói luôn là thực ra cái phiên tòa này á, và ngay cái việc luật sư tham gia này á, là theo cái Bộ luật Tố tụng Hình sự là Bộ luật Tố tụng Hình sự mới, và luật sư trên thực tế cũng gần như là chưa có tham gia, cho nên chắc chắn là nó vẫn có những cái điểm mà nó chưa có hoàn thiện, kiến quyết. Nhưng cái phiên tòa này chủ yếu là xét cái nội dung kháng nghị của viện sát, còn cái tranh luận gì nữa cũng là cái phụ thôi. Hội đồng người ta xem trên cái tài liệu chứng cứ trên giấy và người ta xác định là xử như vậy là đã đúng hay chưa. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 7 tháng 5, luật sư Phạm Công Úc cho AFA biết thông tin mới nhất liên quan đến luật sư Trần Hồng Phong. Luật sư Trần Hồng Phong vừa mới xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được thông tin là ông Nguyễn Hòa Bình đồng ý là luật sư Trần Hồng Phong tiếp tục phiên tòa. Thành ra bây giờ luật sư Trần Hồng Phong đang đặt vé để bay ra Hà Nội tiếp để dự phiên tòa sáng mai. Phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải diễn ra trong 2 ngày vừa qua được truyền thông trong nước tường thuật chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong ngày xét xử thứ 2, 7 tháng 5 đưa ra đề nghị cần thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Mục tiêu nhằm xác định thời điểm, thời gian Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng có mâu thuẫn giữa các lời khai của Hồ Duy Hải về cách thức tấn công nạn nhân mà cơ quan điều tra, tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm chưa làm rõ những mâu thuẫn này. Ngoài ra, cơ quan này cũng cho rằng tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã có sai lầm mà theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là nghiêm trọng, khi không đánh giá động cơ mục đích gây án của Hồ Duy Hải. Luật sư Phạm Công Úc từng khẳng định với AFA rằng nếu như vụ án Hồ Duy Hải được điều tra lại thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều, bởi vì không thể thu thập được bằng chứng khách quan theo trình tự tố tụng hình sự, các mẫu vật tại hiện trường để giám định theo thời gian cũng không còn. Trước đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại phiên tòa giám đốc thẩm cần thực nghiệm lại hiện trường vụ án, luật sư Phạm Công Úc vào tối ngày 7 tháng 5 nói với AFA về quan điểm của ông. Tôi cho rằng là chứng cứ phi vật chất này, nó xem là chứng cứ khi nào nó phù hợp với lại chứng cứ vật chất. Mà chứng cứ vật chất thì trong hồ sơ vụ án hiện nay không có gì. Luôn cả kết quả giám định là không có dấu vân tay của Hải trong các vết máu này thì đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Tức là người ta tiêu hủy nó đi, những cái gì tình tiết có lời cho Hồ Duy Hải người ta rút đi, và người ta dùng cái lời khai của Hồ Duy Hải, mà lời khai đó là với quá trình kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng là Hồ Duy Hải bị áp lực, chứ không phải là mình là hung thủ giết người để mình khai đúng như vậy. Luật sư Phạm Công Úc quả quyết vụ án tử tù Hồ Duy Hải là một bài toán đố không có lời giải. Qua giải thích về mặt pháp lý. Bởi cái thớt nó không còn, cái ghế nó không còn.
con dao nó không còn, các vết máu không còn, các dấu vân tay ở tại hiện trường không còn. Rồi bây giờ Nguyễn Văn Nghị có còn hay không để lấy lời khai? Chứ đây đã, anh đã lấy mời lấy lời khai, rồi sau đó anh đã lập danh chỉ bản, rồi anh đã lấy dấu vân tay. Rồi bây giờ Nguyễn Văn Nghị còn ở Việt Nam không hay là đang ở nước ngoài? Bây giờ nếu mà lập lại hiện trường có mời được Nguyễn Văn Nghị hay không? Hay là Nguyễn Văn Nghị bây giờ mang một cái quốc tịch nào đó, rồi mang một cái tên nước ngoài nào đó mà anh không có lệnh truy nã, tức là anh không thể nào dẫn giải Nguyễn Văn Nghị về được. Tuy nhiên, luật sư Phạm Công Úc khẳng định mọi kết quả được tuyên tại phiên tòa giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải đều vô giá trị theo quy định pháp luật hiện hành. Phiên tòa này xử kiểu nào xử dưới góc nhìn của tôi là đều là sai hết. Xử hủy, xử oan, xử không oan, kết quả thế nào cũng là đều là sai. Đó là cái phát hiện của tôi thì dẫn tới vấn đề là bất kỳ kết quả nào của bản án của giám đốc thẩm đối với Hồ Duy Hải trong những ngày này là sẽ là sai. Luật nói là như vậy nhưng mà mấy anh hiểu sai nên đã làm sai, và làm sai á thì nó sẽ đưa ra cái chuỗi kết quả là sẽ là sai. Luật sư Phạm Công Úc viện dẫn Bộ luật Tố tụng Hình sự mới năm 2015 phân biệt hai loại gồm phiên tòa giám đốc thẩm và phiên họp giám đốc thẩm. Trong đó, phiên tòa giám đốc thẩm là giám đốc đối với vụ án bị kháng nghị, còn phiên họp giám đốc thẩm là đối với quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu giám đốc thẩm đối với quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chứ không phải hồ sơ vụ án. Luật sư Phạm Công Úc khẳng định có một sự sai lầm nghiêm trọng trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, vì đây là hồ sơ vụ án, chứ không phải là quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Căn cứ vào cái clip mà chủ tọa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, giữ quyền chủ tọa phiên tòa, công bố clip đưa trên báo chí trong nước, thì ông ấy đã phát biểu rằng là hội đồng thẩm phán mở phiên tòa giám đốc thẩm để xét xử vụ án giết người cướp của Hồ Duy Hải. Thì tôi nghĩ là ông đang nói bằng những cái từ dân gian, trong bộ luật hình sự chỉ có tội là cướp tài sản chứ không có tội cướp của. Tôi lắng nghe là hội đồng thẩm phán tập hợp hết 17 vị, thì ở đây là phiên tòa giám đốc thẩm là không thể nào có hội đồng thẩm phán, mà hội đồng này là hội đồng toàn thể thẩm phán chứ không là hội đồng thẩm phán. Và luật tố tụng quy định là hội đồng toàn thể thẩm phán đối với phiên tòa giám đốc thẩm là 5 thẩm phán, chứ không phải là 17 thẩm phán. Tức là ông đã nhầm lẫn, và dàn tham mưu của tòa án tối cao đã nhầm lẫn để đưa ra cái hội đồng thẩm phán, mà lẽ ra là theo luật là hội đồng toàn thể thẩm phán. Luật sư Ngô Anh Tuấn vào tối ngày 7 tháng 5 bày tỏ với AFA về hy vọng của ông trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải ngày 8 tháng 5. Tôi nghĩ rằng là sẽ có một niềm tin rằng là sẽ có cái kết quả là thi án, bởi vì cái điều này nó sẽ không liên quan nhiều đến về cái mặt nội dung, mà tôi nghĩ rằng là có các cái động thái chính trị nó sẽ nhiều hơn, và tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái kết quả ít nhất là có lợi cho Hồ Duy Hải, bởi vì dự nguyên cái án phúc thẩm vào lúc này thì không được lời gì về mặt chính trị cho họ. Tôi nghĩ là họ không giải để họ làm điều đó. Cái ông chủ tọa phiên tòa sẽ không bất chấp để làm cái điều đó. Rất không có lợi cho cả của ông chủ tọa và cả những người cái tên của ông Bình. Trong khi đó, luật sư Võ An Đôn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của ông rằng đi tìm công lý ở Việt Nam giống như mò kim đáy biển, hy vọng tử tù Hồ Duy Hải tìm thấy công lý sáng nay. Và trên mạng xã hội, cộng đồng những người quan tâm vụ án tử tù Hồ Duy Hải có đồng chia sẻ rằng công lý phải được thực thi qua phiên tòa giám đốc thẩm vào ngày dự kiến kết thúc 8 tháng 5 năm 2020 với lời khẳng định hoặc là tự do cho Hải, hoặc là chính phủ Việt Nam để lại một vết nhơ muôn đời cùng lịch sử. Hồ Duy Hải và hai ông tướng công an. Báo chí đưa tin chuẩn bị xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi. Suốt hơn 10 năm qua, Hồ Duy Hải mang án tử hình, thấp thỏm lo âu chờ thi hành án, có liên quan đến hai ông tướng công an. Mặc dù tên gọi là công an nhân dân, nhưng công an lại ưu tiên bảo vệ đảng, nên mới có khẩu hiệu công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình. Nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Khi lên đến tướng thì tư duy, quan điểm, nhận thức công an càng sâu sắc. Mặc dù hai ông tướng này đều làm đại biểu quốc hội,
tức là đại biểu của nhân dân, nhưng lại không bảo vệ người dân. Mặc dù chuyển sang ngạch dân sự, nhưng bản chất cũng còn rất công an, chỉ cần có nghi vấn thì cho là tội phạm phải bị trừng phạt thích đáng, xem tính mạng nhân dân như cỏ rác. Một Trung tướng Trương Hòa Bình, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955, quê tại Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An, hiện nay là Phó Thủ tướng Thường trực của Chính phủ. Ông bắt đầu công tác tại Phòng An ninh Nội bộ PA-17, Công an thành phố Hồ Chí Minh, năm 1985 giữ chức Phó Phòng, làm việc trong ngành công an. Năm 2006 làm Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2007 được thăng quân hàm Trung tướng. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2007-2011. Mặc dù là đại biểu Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nhưng Trương Hòa Bình vẫn theo quan điểm của Công an là Hồ Duy Hải phải chết, đã hai lần đề nghị bác đơn xin ân xá. Lần thứ nhất là ngày 24 tháng 5 năm 2011, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình có quyết định không kháng nghị và có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải. Lần thứ hai sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, khi bị ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chất vấn về vụ án Hồ Duy Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm. 2. Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Giai đoạn 1980-1987, đội trưởng văn phòng công an huyện Tam Kỳ, phó văn phòng tổng hợp, phó phòng nghiên cứu khoa học công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Tham gia công an, đến năm 2008 là thiếu tướng, ủy viên thường vụ đảng ủy, tổng cục cảnh sát, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an, sau đó làm phó bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 26 tháng 7 năm 2011, Quốc hội khóa 13 bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, kỳ họp thứ 11, bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho đến nay. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới. Hai ông tướng xuất phát nghề nghiệp từ công an nên đồng quan điểm với cơ quan điều tra của công an là đương nhiên, đó là khẳng định Hồ Duy Hải có tội. Nhưng hai ông tướng này vẫn mang tư tưởng công an khi nắm quyền tư pháp tối cao, là viện trưởng tối cao, chánh án tối cao. Lẽ ra xem xét vụ án nhân văn hơn, dưới góc độ suy đoán vô tội, thì đằng này vẫn khẳng định Hồ Duy Hải có tội và phải chết. Thậm chí với vai trò đại biểu Quốc hội, trong khi dư luận đã chỉ ra rất nhiều nghi vấn liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải. Nhưng hai ông tướng vẫn cho rằng Hồ Duy Hải có tội và không được sống. Khi tướng công an nắm thêm quyền tư pháp, lập pháp, tính mạng con người quá mong manh. Giá như các ông cựu tướng công an reset tư duy theo đúng chức năng, nhiệm vụ hiện tại, thì quyền sống của người dân sẽ được tôn trọng hơn. Đồng ý là hai ông tướng đều là ủy viên Trung ương Đảng, cần làm gương công an phải bảo vệ Đảng, nhưng không phải lúc nào cũng thà giết nhầm hơn bỏ sót như thời xưa cũ. May mắn là ngày 4 tháng 12 năm 2014, trước ngày quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu tạm dừng thi hành án, để đến hôm nay Hồ Duy Hải còn có cơ hội làm người dự giám đốc thẩm. Mong muốn của người viết bài, nếu Hồ Duy Hải có tội thì xử đúng tội, còn không có tội thì sớm trả lại quyền công dân cho anh ta, đồng thời phải truy tìm kẻ đã gây ra tội ác và phải truy cứu những người đã tạo ra oan sai.